Vừa Lan Cường Thúy xin kính chào cô chú, anh chị, các bạn. Hiện tại đang là phiên trưa của ngày 7 tháng 12 năm 2019. Trưa nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một số cái mã hàng hoa Tết này. Toàn là hàng cây khủng to đẹp nhá, lá mít xếp này. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc nhá. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Còn toàn bộ cái giá sản phẩm bên em là giá chưa bao gồm phí ship, tương đương với việc là nhà em không ba ship nhá. Nên là mọi người lưu ý giúp em ạ. Đây, cái phiên ngày hôm nay thì em có tất cả là 12 mã. Mã hàng em sẽ đánh mã là mã M, từ mã M1 đến mã 12 nhá. Và cái mặt hàng ngày hôm nay thì em sẽ có hồng cánh sen này. Hồng cánh sen và một vài cái cây khủng màu xổ số nhá. Châu Thái hoa xổ số này. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng mã một, quay chi tiết cho mọi người nhá. Đầu tiên sẽ đi vào cái con hồng cánh sen, hồng cánh sen trước đi. Cái mã M1 của em này, 1.200.000. 1.200.000 nhá. Con này là có 9 cặp lá này. 2 4 6 8 9 cặp lá. 9 cặp lá như đây nhá. Cái lá của nó hơi bị gấp gấp một chút nhá. Cái này này, đây này. Nó là do lỗi vận chuyển cả nhà nhá. Lỗi vận chuyển này, con này cực kỳ to luôn, 9 cặp lá nhá. Chuẩn hồng cánh sen này, mọi người nhìn này, bản lá tương đối to nhá. Lá xếp này, xếp chân rết luôn nhá. Đẹp chưa? Lỗi một xíu xíu thôi. Nếu mà bình thường ra con này em sẽ bán là 1.500.000 nhá. Nhưng này này, do nó bị lỗi lá một chút này, cho nên sẽ giảm luôn, 1.200.000. 9 cặp lá. Con này thì hiện tại đang có, em để em đếm xem có bao nhiêu vòi hoa rồi ạ. 1 này. 2 này. 2 này. Em nhìn thoáng qua là nó có 4 cái rồi nhá các bác nhá. Nhìn thoáng qua là có 4 cái vòi hoa rồi này. Đây. Chín cặp lá nhá. Hồng cánh sen này. M1 1.200.000. Xếp chân rết luôn nhá. Rít rít luôn. Tiếp theo sang M2. M2 con này. Con này của em là 1.350.000. Con này cũng 9 cặp lá này. Đây này. Con này thì không bị lỗi nhá. Đây đây em thử xoay kỹ xem nào. À đây đây đây. Có một chút lỗi đây. Xoay ra rồi. Đây. Một chút chút chỗ này đấy nhá. Một tí tị tí tí thôi ạ. Nó đã khô miệng rồi. Đã khô miệng rồi. Con này thì xem nào, con này cũng phải có đến 1 này, 2 này, 3 này. Em nhìn thoáng qua là có 3 cái vòi rồi. 3 vòi hoa rồi nhá. Đây này, lá này. Ngắn tí luôn nhá. Xếp rụt luôn này. Đây mọi người nhìn này. Mít rụt lá xoắn nhá, mít rụt lá xoắn. 1.350.000. Lỗi một xíu xíu chỗ này thôi ạ. 1.350.000. Hồng cánh sen. Mã M2 ạ. Đây, M2 1.350.000 nhá. 9 cặp lá. Em sang M3. M3 con này của em có 10 cặp lá nhá. 2, 4, 6, 8, 10 này. 2, 4, 6, 8, 10. 10 cặp lá, 1.500.000 này. Con này thì không có một vết xước luôn. Siêu đẹp luôn này. Con này thì không bị làm sao luôn nhá. Đây này mọi người nhìn này. Ôi, bản lá của nó sợ thật. Đúng như cái chân rết luôn. Di dít gì gì luôn nhá. 1.500.000 cho M3. Hồng cánh sen nhá. Con này là con hồng cánh sen này. Sang M4 cũng là một con hồng cánh sen tiếp theo. Con này của em là 1.200.000 này. M4 này. Con này có 2, 4, 6, 8 cặp lá nhá. 8 cặp lá đây. Đấy. Con này thì cũng không bị lỗi gì ạ. Con này không bị lỗi gì nhá. Lá rất là cứng cáp luôn. Cây rất là đanh nhá. 1.200.000 cho M4 này. Hồng cánh sen. Tiếp theo sang M5. M5 thì con này là con hồng cánh sen. Con này lỗi một chút nhá. Em sẽ giảm luôn. 650.000 đây ạ. Nó bị rách lá này.
con này bị rách lá này, con này có 2, 4, 6, 7 cặp lá nhá, bị rách một cái lá này. Đây, lỗi vận chuyển nhá cả nhà mình nhá, lỗi vận chuyển này, hồng cánh sen đây, 650k, quá là rẻ luôn nhá. Cái vết rách này này, thật ra mọi người nhìn thoáng qua thì cũng không để ý, không nhìn thấy rõ đâu ạ. Hàng đang có nụ hết rồi cả nhà nhá, nó là hàng hoa Tết mà cho nên là có nụ rồi, 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi ạ. Ít nhất là phải có 2 vòi hoa rồi nhá, còn không thì nó phải có tầm 2, 3, 4 vòi. 650k mà 5. Sang mà 6, mà 6 của em, con này cũng là một con lỗi lá này, 750k con này nhá. Đây, nó bị lỗi một chút ở đây này, lỗi một chút ở đây nhá. Con này siêu mít luôn. Đây, em lật cái lỗ này lên cho mọi người xem, lá nó siêu dày luôn nhá. Đây này, đấy, dày to bản luôn. Con này 750 nhá, lỗi một xíu thôi. Đây này, nụ này, chi chít nụ luôn nhá, 750k. Con này bản lá nó dày lắm luôn, dày cộp luôn này. Sang M7 con này cũng là con hồng cánh sen, con này 400k của em nhá, bị bỏ lá chân thôi ạ. Bị bỏ lá chân, cái đây là cái vết bẩn nhá, vết bẩn nhá. Về mọi người lấy một cái khăn mềm mọi người lau cho em một chút ạ. M7 này 400k, bị bỏ mất lá chân nhá. Em sang M8 ạ, M8 cũng là một con hồng cánh sen này, 700k này. Con này cũng bị bỏ lá chân, bị bỏ lá chân này. Đây, em dựng lên cho mọi người xem. Chỗ này nó xước lá một xíu thôi nhá, 700k con này nhá, bản lá tương đối to này. Hồng cánh sen nhá, con này là con hồng cánh sen nhá cả nhà nhá. Đấy, nụ này, chuẩn hoa Tết luôn nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy nụ chưa, chi chít nụ này. Đấy, đây có 4 cái vòi rồi. Riêng con này là em nhìn thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 5 vòi nhá. Con này là em nhìn thoáng qua là có 5 vòi rồi đây này, 5 vòi hoa con này, 700k M8. Sang mã tiếp theo là mã M9. Mã M9 là con này là một con hoa sổ số này, 2.200k một chậu, 2 cây đôi. Đẻ thêm này, một bố một mẹ và một con nữa. Đây con này này, con mẹ đây, ui dồi ôi, vòi hoa này. Đấy, con này thì nó bị lỗi một chút ạ. Con này là bị lỗi này, bị vỡ lá nhá, bị vỡ lá này, đây này mọi người này. Đấy, nó bị vỡ lá này, đây này, bị vỡ một cái lá ở đây nhá. Nên em xả 2.200k. Bình thường nếu mà nó là không bị lỗi lầm gì thì con này của nhà em phải là 3.500.000 nhá. Đây này, quá là đẹp luôn mọi người, cây nào cũng vòi nhá. Vòi này là chuẩn hoa Tết cho các bác đây. Hai triệu hai nhá, M9 này, bản lá cực kỳ to luôn. Đây này mọi người nhìn này, tiếc quá nó lại bị vỡ mất cái lá ở giữa đấy. Tiếp theo sang M10 này, con này của em lại to hơn nhá, cũng là một chậu cây đôi, nhưng mà con này to hơn này. Con này em sẽ chốt với giá là 2.500.000, 2.500k cho M10 này. Đây, con này thì nó bị vỡ lá như này này, bị mất hai cái lá ở đầu nhá, hai cái lá ở đầu nó bị nứt như này nhưng đã khô miệng hết rồi ạ. Lá siêu to luôn này, đây này, đặt nằm ra cho mọi người xem nhá. Dạ, gì ạ? Nói là hoa sổ số. Đây này, bản lá to chưa, bản lá cực kỳ to nhá, chậu cây đôi nhá cả nhà nhá. Vòi hoa này chi chít luôn. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Đây, con này em sẽ treo lên để quay cho các bác xem nó rõ. Đây này, đấy, bản lá cực kỳ to luôn nhá. Con này giá cũ của nhà em là 3.800.000 nhá, nhưng mà đây nó bị vỡ mất cái lá này, hai cái lá với chỗ này nó bị vỡ một chút này, vỡ lá do vận chuyển nhá cả nhà nhá.
Nhưng con này em xả là 2.500.000 một chậu cây đôi. Cây siêu to luôn. Đây này mọi người nhìn cái bản lá của nó rất là to luôn nhá. Đây là màu 10. Tiếp theo sang màu 11 ạ. Màu 11 cũng là một chậu cây đôi. Chậu này của em 2 triệu này. Một cây này. Đây nhá, lầu 2 cây thì một cây vẫn còn đẹp nguyên, không bị lỗi lầm gì luôn. Đây. Đấy. Còn một cây thì nó bị bỏ mất một lá. Nó bị bỏ cây này thì nó bị bỏ lá nhá. Cái cây bên này thì nó bị bỏ lá này. Con này 2 triệu nhá con nhá. Siêu to luôn. Con này là con đỏ đốm này. Đỏ đốm nhá cả nhà nhá. Đây này, vòi hoa này. Đấy. 2 triệu con này. Hàng siêu to khổng lồ. Con này không bị làm sao nhá, không lỗi lầm gì luôn này. To lắm. Đây là màu 11 nhá cả nhà nhá. Màu 11 2 triệu này. Sang màu 12. Màu 12 em có một con này là con lá kẻ. Con này là con lá kẻ. Con sắc xào lá kẻ này. Con này em chốt là 900.000 nhá. 900.000 cho mã 12 đây. Đây là con lá kẻ của nhà em nhá. Con sắc xào lá kẻ đây này. Mọi người nhìn cái vân kẻ của nó chưa. Đấy. Qua xem này cho. Đây này. Đấy. Lá kẻ nhá. 900. Con này em bán 900.000. Sắc pháo. Ngoài cái hàng châu thuần này ra thì nhà em còn một số cái mặt hàng rừng thuần vườn nhá. Đây này, như là đuôi cáo tím, lá xếp 240.000 cho một chậu. Trung bình một chậu sẽ có 3 ngọn nhá. Đuôi cáo tím đây. Toàn bộ là hàng lá xếp nhá con nhá. 240 một chậu ạ. Còn nó quế nhà em còn có quế tháng 4 này. Quế tháng 4 nhá cả nhà nhá, quế tháng 4. Hàng lá bôi mỡ này, 220.000 một giò. Một giò này thì nó sẽ có 5 ngọn, cả ngọn ngắn cả ngọn dài nhá. 220 thôi ạ. Quế tháng 4. Cho ra vào tháng 4. Ngoài ra thì nhà em còn có cái Denzo. Denzo xuân, hàng nhập khẩu trực tiếp Đại Đoài nhá. Và nhà em thì không có cái loại hàng thân mập, thân nù. Chỉ có cái hàng thân này thôi này. Hàng đang nụ nhá. Đen dô xuân hoa cực kỳ bền luôn. 190.000 cho một cốc như thế này. Đó. Đen dô xuân thì em sẽ ship từ 2 cốc trở lên nhá. Hoặc là mọi người cũng có thể mua để ghép đơn. Đây này. Mặt hoa thực tế của nó này. Hoa cực kỳ thơm và bền. Phải nhấn mạnh nhá. Hoa rất là thơm và bền. Đây là cái cành hoa khi mà đã nở hết tầm này. Căng cho mọi người nhìn cái màu của nó rất là sắc nét luôn nhá. Cái họng của nó cực kỳ đẹp luôn. Hàng đang nụ nhá các bác nhá. Hàng đang nụ đây ạ. Đen dô xuân. Đó, sau đây thì em xin phép dừng video. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em nhé. Em chào mọi người, em dừng video ạ.